chỉ số chiến đấu cấp thấp thôi. Ta nên đưa nó tới một hành tinh khác, giữ nó ở đây không có hay đâu. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Ở hành tinh Vegeta, có một cậu bé đã cất tiếng khóc chào đời. Dường như cậu biết rằng cha cậu và đồng bào cậu ở trên cao kia đang phải chiến đấu với một kẻ thù rất đáng sợ. Hãy giải quyết nhanh gọn chuyện này đi. Người hay lắm. Vậy mới phải chứ. Nếm mùi đi Pizza.